Như cái ổi này của mình còn nhỏ này, nhưng mà đã bị ghẻ này. Nha các bạn, mà có trồng một cái ổi á, mà trái nó ra nhỏ nhỏ mà nó hay bị ghẻ, xong nó hư trái. Các bạn phải để ý là cái ổi mình đã bị nấm nha. Nấm nó tấn công lên làm trái ổi mình bị đơm, sau đó thành ghẻ mọi người và hư. Nếu chúng ta phun thuốc sớm á thì nó sẽ để lại cái vết, nhưng mà nó vẫn bị ghẻ. Bây giờ với một cái ổi này của mình chỉ giúp bạn là bị nấm như thế nào nha. Như cái ổi này của mình còn nhỏ này, nhưng mà đã bị ghẻ này. Các bạn, đau cũng đớm rồi. Nếu mà mình không xử lý thì trái cũng hư. Nhìn qua toàn cây các bạn thấy này, đó các lá này bắt đầu có biểu hiện đơm này. À, đây là đơm của nấm đó, sau này sẽ lan vào trái nha. Và mùa mưa thì rất là dễ bị nấm. Đây các đọt này. À, quá trời nấm luôn á. Cái ổi ra thì một như cái mận của mình này, đó nó cũng bị này, bắt đầu đớm lá này, đó. Qua bên đây cái hoa hồng mình cũng vậy mọi người. Mọi người nhìn này. Đớm này. Chúng ta không xử lý là nó bị toàn cây luôn và nó làm khô và cháy lá nha. Thường thì vào mùa mưa thì đa phần các cây đều dễ bị nấm mọi người. Thứ nhất là do cây nó xâm xê, hai là mưa liên tục á, độ ẩm cao á, ít nắng á là cây bị nấm à. Nên mình phải phun phòng nấm hoặc là sau đó bị nấm ta phải trừ bệnh. Khi cây mà bị nấm tấn công rồi thì chúng ta chỉ có là phun thuốc á, trừ bệnh, hoặc là chúng ta vào mùa mưa chúng ta nhớ là tỉa thành những xong thoáng và chúng ta phun thuốc định kỳ khoảng 20-25 ngày một lần. Thì hiện tại là phun thuốc trị nấm á, thì trên thị trường nó có hai loại người, một là dòng sinh học, hai là dòng hóa học. Hóa học thì các bạn có thể dùng thằng cốc 85 nha, nó rất là mạnh luôn. Còn nếu mà sinh học thì các bạn có thể dùng thằng Menmanol này, là an toàn cho sức khỏe và thân thiện môi trường. Trong vườn chúng ta mà có nhiều cái cây tầng thấp như là rau phía dưới nữa thì chúng ta sẽ dùng sinh học này để chúng ta phun lên cái cây ở bên ở trên, thì cái thuốc nó bay tỏa xuống dưới cũng không ảnh hưởng đến những cái rau mà chúng ta sẽ hái ăn nha mọi người. Dòng sinh học mà Nemano thì mình có hai loại mọi người. Đầu là mình giới thiệu là Nemano mà trị sâu bệnh, còn đây là Nemano trị bệnh là về bị nấm bệnh đó các bạn. Thuốc là có màu xanh nè mọi người, khá là đẹp luôn. Khi mà cây đã xuất hiện bệnh rồi các bạn thì chúng ta phải phun 3 lần liên tiếp nha, mỗi lần cách nhau từ 2 đến 3 ngày. Còn nếu mà cây chưa xuất hiện bệnh á mà để chúng ta phun phòng á thì tầm khoảng 10-15 ngày các bạn phun một lần nha. Nhưng mà trước khi phun á thì các bạn nên bấm tỉa cành cây cho nó gọn gàng để chúng ta phun lên vừa đỡ tốn thuốc mà nó hiệu quả nó cao hơn nha. Ánh nắng sẽ vào trực tiếp các khe hở mọi người thì cây sẽ hiệu quả hơn khi chúng ta phun thuốc. Bình thường khi chúng ta phun thuốc sâu á thì chúng ta chỉ cần phun trên mặt lá phía trên thôi mọi người, thì sau nó ăn vào thì nó sẽ chết. Nhưng mà khi phun thuốc nấm á thì chúng ta phải phun mặt trên và mặt dưới luôn nha mọi người, bởi vì nấm á là nó nằm cả hai mặt luôn, nó phun càng kỹ thì hiệu quả càng cao. Trước khi phun thì mình đã bấm gọn gàng luôn rồi đó, bấm bớt tàn lá cho cây đỡ rậm rạp. Bắt đầu phun thì chúng ta phun trên lá mọi người đó, chịu khó mà chỉ cây không. Nếu mà chúng ta có một cái bình cần dài thì dễ phun hơn nha. Phun mà chúng ta phun hai mặt lá, cây càng ướt đẫm thì hiệu quả mà trị nấm càng tốt nha. Nấm thì nó sẽ cần ướt đẫm hơn là với sau với thuốc sau thuốc này nha mọi người. Nói chung phòng và trị nấm bệnh thì cũng đơn giản lắm mọi người. Khi phòng thì chúng ta phun cũng định kỳ thôi, còn nếu khi xuất hiện bệnh thì chúng ta phun 2-3 lần liên tiếp thôi. Thì cái sản phẩm này thì nó sẽ trị được rất nhiều loại bệnh của nấm như là tháng thư này, thối nhũng này, phấn trắng này, héo xanh này, rỉ sắt này, đốm đen, xương mai, ổ rễ, xì mũ vân vân.